Đây là chiếc MacBook Air M3 mà mình vẫn đang sử dụng chính cho nhu cầu công việc hàng ngày của mình mỗi khi mà mình mang máy ra ngoài. Và trong suốt quá trình đó thì mình vẫn sử dụng sen kẽ rất là nhiều những mẫu laptop Windows khác nhau. Thì có một điều mà mình nhận ra là laptop Windows có thể hơn MacBook Air ở một vài điểm. Nhưng mà xét về mặt tổng thể bao gồm cả giá thì mua MacBook Air vẫn là sự lựa chọn an toàn nhất. Nói về mức giá trước đi, thì thực ra giá của MacBook Air nó cũng không có đắt nếu như mà so với cả những mẫu Ultrabook Windows cao cấp Ví dụ như là chiếc MacBook Air M2 mình tham khảo tại 7S thì mức giá của nó cũng chỉ vào khoảng là hơn 23 triệu rưỡi Và nếu như các bạn mua option 16GB RAM thì mức giá của nó cũng vào khoảng là hơn 27 triệu rưỡi mà thôi Còn bản MacBook Air M3 8GB là gần 27 triệu, bản 16GB là trên 31 triệu Ngoài ra trong đợt này mình thấy rằng là nhiều bên cũng đang có những cái chương trình ưu đãi rất là hấp dẫn dành cho các bạn học sinh sinh viên. À, ví dụ như là các bạn đi mua chiếc MacBook M2 hoặc là M3 trên Apple Store thì các bạn sẽ được tặng kèm thêm một chiếc AirPods nữa này. Hoặc là nếu như các bạn đi mua tại CellphoneS thì các bạn sẽ được trừ thêm những cái phần quà bao gồm đăng ký thẻ thành viên S Member rồi trừ thông qua cổng thanh toán online nữa. À, đâu đó mức giá cuối cùng nó sẽ trừ thêm 500k cho đến 1 triệu nữa cơ. Và nếu như mà so sánh với cả những mẫu ultrabook Windows cao cấp thì ví dụ như ở đây mình đang có chiếc Lenovo Yoga Slim 7X Mức giá của nó vào khoảng là trên 1.000 đô Nhưng mà nó lại không được bán chính hãng tại Việt Nam Hay là chiếc Dell XPS 13 9345 Thì chiếc máy đó lại có rất là nhiều vấn đề Mức giá của nó cũng khá là cao và khoảng là 1.200, 1.300 đô Và nó cũng không bán chính hãng tại Việt Nam hay là chiếc Surface Laptop 7 thì đây cũng là một chiếc máy có chất lượng rất là tốt và mức giá của phiên bản thấp nhất của nó thậm chí còn rẻ hơn 100 đô so với cả phiên bản base của MacBook M3 cơ nhưng mà lại một lần nữa nó không bán chính hãng tại Việt Nam và những sản phẩm này thì các bạn sẽ phải đi mua thông qua hàng sách tay và mức giá của hàng sách tay tại Việt Nam thì nó sẽ cao hơn khá là nhiều so với cả mức giá quy đổi từ đô sang Việt Nam ấy và tất nhiên là nó sẽ cao hơn khá là nhiều so với cả MacBook Air rồi nên là quanh quẩn trong phân khúc laptop cao cấp mỏng nhẹ mức giá vào khoảng là 20 cho đến 30 triệu tại thị trường Việt Nam thì MacBook Air vẫn đang gần như là không có đối thủ À, đó là về giá còn nói về mặt chất lượng sản phẩm thì có thể là MacBook Air -e không phải là sự lựa chọn tốt nhất nếu như mà chúng ta bóc tách từng khía cạnh nhưng mà tổng thể thì trải nghiệm của nó vẫn đều rất là ổn so với cả mức giá giờ mình sẽ lấy ví dụ với cả một chiếc máy mà có trải nghiệm tổng thể cũng rất là tốt đó là chiếc Surface Laptop 7 chiếc máy này có loa cực kỳ là hay và theo mình nó còn nhỉnh hơn so với cả MacBook Air -e. ngay từ lần đầu tiên nghe thôi thì các bạn sẽ thấy rằng là tiếng của nó dày nó trong hơn hẳn so với cả bất kỳ một chiếc laptop nào Đến cả một yếu tố thường bị bỏ rơi như là loa mà Surface lắp Tool 7 nó còn làm tốt như vậy Và mọi trải nghiệm khác nó cũng đều rất là tốt nhá Và pin nó cũng sẽ nhỉnh hơn so với cả MacBook bụi e Tuy nhiên thì em Surface lắp Tool 7 này nó vẫn còn có một vấn đề đó chính là màn hình Thứ nhất là cái màn hình của nó bị bóng Và thứ hai là cái lớp lưới màn cảm ứng nó vẫn chưa tối ưu Nên là nó vẫn sẽ có những cái gợn gai gai lên và chưa sắc nét một cách tuyệt đối Còn nói về màn hình đẹp hơn ý, thì ví dụ như ở đây mình cũng đang có chiếc Lenovo Yoga Slim 7X nó có màn hình OLED cực kỳ là đẹp luôn mà màn hình OLED của chiếc máy này nó cũng sáng được lên mức là 500 nits nha. Màn OLED mà lại sáng được lên mức là 500 nits thì khá là hiếm nhá. Mà thậm chí nó còn pick sáng được lên mức là 1000 nits khi các bạn xem những nội dung HDR. Ghê chưa? Và nếu như mà đặt cạnh MacBook Air thì màu sắc của nó sống động hơn thấy rõ. Ngoài ra thì tấm nền này nó còn có tần số quét cao lên đến là 90Hz nữa. Nhưng mà xét về mặt chất lượng build thì MacBook Air nó lại đầm và cứng chắc hơn. Nó cũng mỏng hơn khá là nhiều so với cả chiếc Yoga Slim 7x này. Nói như vậy thì không phải là chiếc MacBook M13 là tốt hơn nhá. Nếu như các bạn hiểu rõ nhu cầu của bản thân mình và biết mình cần cái gì rồi ấy, thì có thể là chọn một chiếc laptop Windows khác. À, ví dụ như là chiếc Surface Laptop 7 lúc nãy thì không phải là ai cũng để ý đến cái lưới màn hình cảm ứng đến như vậy. Như mình có một anh bạn làm doanh nhân và đang sử dụng một chiếc Surface Laptop 7 13 inch. Đến lúc mình nói cái gợn của cái lưới màn hình cảm ứng ra thì ông ấy mới biết. Và cuối cùng thì ông ấy bảo là nhìn một thôi một hồi rồi nói rằng là chả quan tâm đó còn như mình làm về sáng tạo nội dung thì những cái thứ liên quan tới hình ảnh hay là màn hình thì mình lại rất là nhạy cảm nên là ở khoản màn hình thì mình lại ưng chiếc MacBook M13 này hơn hay là về mặt chất lượng build thì được ra chiếc Lenovo Yoga Slim 7X này nó cũng rất là tốt nhá và hoàn thiện của nó cũng rất là tinh xảo chỉ là nó chưa đầm và chắc nịch một cách tuyệt đối được như là chiếc MacBook Air này mà thôi nên là nếu như các bạn muốn có một trải nghiệm an toàn Đồng đều về mọi thứ Thì có thể là chọn MacBook E. Mức giá của nó cũng không phải là quá là cao Nếu như mà so với cả những mẫu Ultrabook Windows cao cấp Có trải nghiệm ở mức tương đương đúng không ạ Dạ, một trong những lý do nữa mà mình vẫn đã sử dụng MacBook E cho nhu cầu công việc hàng ngày của mình Đó chính là nó có rất là nhiều tính năng hỗ trợ cho trải nghiệm làm việc và học tập Và trong suốt thời gian vừa qua thì có 3 trải nghiệm mà mình sử dụng rất là thường xuyên hàng ngày, hàng tuần luôn mình có thể dùng luôn chính iPhone để mà làm camera cho MacBook Buổi tối thì mình cũng có lớp dạy thêm online nữa Nên là mình rất là hay dùng camera của iPhone Vì thứ nhất là hình ảnh cho ra từ camera iPhone nó sẽ sắc nét hơn Nên là cảm giác nó cũng sẽ chuyên nghiệp hơn so với việc là hội họp video call thông thường Cái nữa là mình dùng luôn được cả cam góc rộng của iPhone Để mà tạo thêm một góc nữa ở dưới mặt bàn chẳng hạn Để mà diễn tả cho cái ý mà mình đang trình bày Ngoài ra thì mới đây ở trên phiên bản Mac OS Sequoia chúng ta còn có thêm một tính năng nữa đó chính là iPhone Mirroring Và đây cũng là một tính năng mà mình dùng khá là thường xuyên Vì ứng dụng Zalo thì mình không có cài vào máy Nên là thông thường thì mình sẽ dùng luôn Zalo trên máy tính thông qua iPhone Mirroring Hay là muốn lấy một cái dữ liệu gì đó trong iPhone này Hay là đăng tải video trực tiếp lên TikTok hay là YouTube Short ấy Thì cũng chỉ cần vào iPhone Mirroring là xong mình chỉ không thích một chỗ là ứng dụng nào mà mình cài trên cả máy Max lẫn iPhone ấy thì nó hay bị thông báo hai lần Ví dụ như là có thông báo từ app Telegram thì nó sẽ hiện một lần từ iPhone mirroring và một lần từ máy Mac kiểu như là bị bội thực thông báo luôn vậy và hy vọng rằng là Apple sẽ sớm fix cái vấn đề này trong tương lai vì đây là một tính năng mà mình dùng khá là thường xuyên và đồng thời thì nó cũng khiến cho mình cảm thấy khá là khó chịu tính năng cuối cùng là nếu như mà muốn mở rộng không gian thì mình cũng có thể dùng luôn chiếc iPad Air e 12.9 inch này và bật chế độ Sidecar lên. Nó mượt hơn rất là nhiều so với cả bất kỳ phần mềm nào tương tự ở trên Windows luôn ấy. Nên là nếu như các bạn đang vừa có iPad và MacBook thì đây cũng là một tính năng rất là đáng để mà trải nghiệm nha. Tóm lại thì nếu như các bạn đi mua MacBook Air thì có thể là các bạn sẽ không có phần cứng xịn nhất, nhưng mà nó vẫn xịn và yếu tố nào nó cũng sẽ đem đến cho các bạn những cái trải nghiệm là rất ổn. Và quan trọng là mức giá của nó cũng không quá là cao nếu như mà so với cả những mẫu Ultrabook Windows cao cấp có chất lượng ở mức tương đương và đừng quên là nếu như các bạn đang quan tâm đến MacBook M3 thì có thể tham khảo tại s nhé hiện tại 7S đang có chương trình ưu đãi thu cũ lên đời trợ giá rất là tốt chỉ từ 24 triệu 9 là các bạn đã có thể sở hữu ngay một chiếc MacBook M3 rồi lưu ý là giá này là giá chưa trừ giá thu cũ lại máy cũ của anh em nhé và nếu như mà trừ thì mức giá của nó sẽ còn thấp hơn nữa ngoài ra thì đối với các bạn nào mà đang và sắp trở thành sinh viên thì sẽ còn có ưu đãi tốt hơn nữa khi mà đăng ký chương trình S-Student và Sevenet còn có hỗ trợ trả góp 30 và nếu như các bạn quan tâm thì có thể bấm vào đường link mình sẽ để dưới phần mô tả trong điều ngày hôm nay nhé. Rồi và đó là những trải nghiệm của cá nhân mình sau rất nhiều thời gian sử dụng MacBook M3 như là một chiếc máy chính. Và hy vọng rằng thông qua điều ngày hôm nay thì các bạn sẽ có một góc nhìn tổng quát hơn về chiếc máy này so với cả những cái sản phẩm còn lại trong thế giới Ultrabook cao cấp. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem đến giờ phút này của video. Hy vọng rằng là các bạn sẽ cảm thấy nó hữu ích. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại